mọi người và chào mừng quay trở lại với kênh của tôi. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ nói về chiếc Volvo EX30, một chiếc xe điện đầy thú vị. Và đây cũng là một bước quan trọng trên hành trình của Volvo để hoàn toàn chuyển sang sản xuất xe điện vào năm 2030. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ các nội dung thú vị trong tương lai. Volvo EX30 là một mẫu xe crossover nhỏ gọn hoàn toàn điện, và nó đại diện cho mục tiêu của Volvo là vào năm 2025, họ muốn 50% doanh số bán ra là xe điện. Điều này thể hiện rằng Volvo đang đứng ở một ngã tư quan trọng trong việc phát triển xe điện. Và nói về sự đổi mới, EX30 không chỉ mang tính tiện nghi mà còn là một sự tạo lại hoàn toàn về khái niệm sang trọng. Trong nhiều thập kỷ qua, Volvo luôn nhấn mạnh sự tiến bộ trong thiết kế, vật liệu tự nhiên, không gian và tính năng trong việc tạo nên sự sang trọng của họ. Hãy cùng tìm hiểu thêm về chiếc Volvo EX30 này và cách nó đánh dấu một bước quan trọng trong sự thay đổi của thương hiệu này. Hãy bắt đầu! Volvo Thái Lan đã công bố sự bổ sung chất lượng mới trong đội hình của họ là SUV điện EX30. Được mệnh danh là Mini EX90, Volvo EX30 giữ lại nhiều ưu điểm của đàn anh, đồng thời bổ sung một số điểm cộng mới. Theo những thông tin mà Volvo Thái Lan công bố, bản ra mắt nước này không khác gì bản thiết kế chào sân toàn cầu cách đây 3 tháng. Xe vẫn có hai tùy chọn chuyển động là motor đơn 268 mã lực, 343 Nm và motor đôi 422 mã lực, 543 Nm. Tầm vận hành bản chuẩn nhìn chung khá hạn chế, chỉ đạt 344 km vì dung lượng pin chỉ là 54 kWh, con số chỉ bằng 2/3 hay thậm chí một nửa xe điện ta thấy trên thị trường. Dung lượng pin thấp và công nghệ được chọn là loại lithium ion phosphate là nguyên nhân giúp Volvo hạ thấp được giá Volvo EX30. Nếu cần, người dùng bản này vẫn có thể tận dụng công nghệ sạc nhanh 80% trong 28 phút khi muốn đi quãng đường dài. Ngoài ra, họ có thể nâng cấp pin lên 69 kWh giúp nâng tầm vận hành tối đa lên 480 km. Bản cao chỉ có pin cỡ lớn, nhưng tầm vận hành thấp hơn 460 km vì năng lượng tiêu thụ nhiều hơn. Người dùng bản mặc định có thể tự do nâng cấp lên hai cấu hình chuyển động mạnh hơn trong khi trang bị giữ nguyên. Dù vậy, phải nói ngay cả cấu hình này đã khá đầy đủ trang bị. Cụ thể, bản này có sẵn mâm 18 inch, chấn thương phản nổ thân bên dưới, đèn pha LED, cruise control thích ứng hỗ trợ tự động đánh lái, vô lăng, ghế sưởi, bơm nhiệt, sạc 11 kW, dàn loa Harman Kardon 1040W và màn cảm ứng trung tâm 12,3 inch dạng dọc hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto cùng Google Assistant. Một số trang bị cao cấp trên Volvo EX30 có thể kể đến camera 360 độ có góc nhìn 3D, đỗ xe tự động, mâm hợp kim 20 inch cắt kim cương, kính cửa sổ tối màu, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện và sạc 22 kW. Về kích thước, Volvo EX30 nhỏ hơn đáng kể SU40. Trong khi dòng xe xăng dài 4.440mm và dài cơ sở 2.702mm, dòng xe điện dài chỉ 4.233mm và có khoảng cách giữa hai trục bánh cũng chỉ là 2.650mm. Tại Thái Lan, Volvo EX30 có 3 mức giá 1,59 triệu baht, 1,79 triệu baht hoặc 1,89 triệu baht tương đương lần lượt 1,08, 1,21 và 1,28 tỷ đồng.